Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thông Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương ân Đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Mời quý vị ngồi xuống. Thưa quý vị, thì theo thông lệ thì hôm nay chúng ta sẽ có một bài pháp, nhưng mà theo về cái nghi thức ở bên quý thầy thì cái mùa này được gọi là mùa Vu Lan. Mùa Vu Lan thì có một cái điểm chung với cái năm truyền chúng ta đó là nó có gọi là cái mùa báo hiếu, nhưng mà thật sự ra đó cái mùa báo hiếu này không phải là chỉ một mùa, nhưng mà nó cái báo hiếu đó, đối với người Phật tử chúng ta thì ngày nào cũng phải làm hết đó. Nó có một cái một cái trường kỳ, nhưng mà thường thường cái mùa này giống như cái mùa nhắc nhở, mỗi phong tục mỗi nước cũng có một cái sự nhắc nhở riêng. Ví dụ như người Nhật thì họ cũng có cái lễ hội báo hiếu của họ, và lễ hội đó được gọi là bông hồng cài áo. Ở đây chúng ta cũng nghe nói cái bông hồng cài áo, một người thấy nó bông hồng cài áo đó chính là một cái tập tục của người Nhật và hòa thượng Nhất Hạnh. Sau khi đi du học bên Nhật về, ngài đem cái phong tục tốt này về truyền bá ở trong cái lĩnh vực của Phật giáo. Và chúng ta có cái bông hồng cài áo thì cũng tốt, không phải thì cần gì hết, nó không quan trọng. Cái quan trọng cái là cái tâm của chúng ta có hướng về cái chữ hiếu hay không mà thôi. Chúng tôi không bài bác những cái nghi thức, miễn sao cái nghi thức đó nó có một cái trọng tâm là mình hướng về chữ hiếu. Thì mỗi cái hệ phái có cái chữ hiếu riêng. Thì hôm nay cũng nhân cái mùa gọi là báo hiếu, mà chúng ta lặp lại rằng không phải là chỉ báo hiếu trong một mùa, không phải là cái một năm 12 tháng, trong cái tháng này quý vị mới có hiếu, còn 11 tháng còn lại không có hiếu, không phải. Mà đúng là ngày nào chúng ta cũng phải có một cái hiếu, bởi vì cái hiếu á, đó là một cái pháp môn. Mình nhân đó, đó có pháp môn đó đó thì chúng ta sẽ đi tới một sự giải thoát. Cho nên ở trong cái quan niệm của Nam truyền, trong cái bài kinh gọi là Mangala Sutang, tức là cái bài kinh ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là kinh Điềm Lành, mà một số vị trưởng lão của Nam Tông thì dịch là kinh Hạnh Phúc. Thì trong đó có cái một câu rất là gọn, quý vị cũng thể nhớ được, tức là Mangala Muttamang. Mangala Muttamang, chữ Mangala là cái điềm lành hay là cái hạnh phúc. Uttamang, Uttamang có nghĩa từ chữ Uttama có nghĩa là cao tột. Thì cái Mangala Uttamang có nghĩa là một cái hạnh phúc cao tột hoặc một cái điềm lành tối thượng. Mà cái điềm lành tối thượng hay là cái hạnh phúc cao tột đó, đó nó có ẩn nghĩa cái là đi tới một cái sự giải thoát, tức là đi chứng đắc được Niết Bàn, thoát khỏi cái đau khổ. Thì trong cái bài kinh Mangala Sutang á, tức là kinh hạnh phúc á hay là kinh điềm lành á, thì có một câu như vậy, tức là Mata Pitu Ubathana, và được các ngài dịch là cái nết hạnh mà phụng sự mẹ hay cha, đó là một cái hạnh phúc tối thượng. Mà chúng tôi nói quý vị rằng cái hạnh phúc tối thượng này có nghĩa là muốn chỉ cho cái Niết Bàn. Niết Bàn là hạnh phúc cao tột nhất, không có gì mà hơn cả. Cái mục tiêu mà chúng ta có mặt ở trong cái hệ thống giáo pháp này thì cái mục tiêu của chúng ta đó là phải chấm dứt được cái già và chết. Mà cái muốn chấm dứt được cái già và chết đó, không còn cách nào khác mà chúng ta thực hiện cái bát chánh đạo. Đó là con đường duy nhất để đi tới cái sự chấm dứt cái khổ.
Và con đường duy nhất chấm dứt cái khổ đó cũng chỉ cho đi tới đạt được cái mục tiêu, đó là niết bàn, chấm dứt đi cái khổ, nó là như vậy. Thì trên cái mùa báo hiếu chúng tôi cũng sẽ trích dẫn một cái câu kệ ngôn này. Thông thường thì chúng ta có những cái câu ca dao nói về công cha, giống như là lưới trời lồng lộng mà không phủ lấp được công cha, hay là đất rộng mênh mông cũng không có đông đầy cái nghĩa mẹ cha hay vậy. Hoặc là chúng ta có những cái câu ca dao như là mỗi đêm thắp ngọn đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, không, hoặc là còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây, đờn đứt dây còn mong nói được, nói lại được, mà con mất cha mẹ rồi thì con ở với ai cha như vậy. Nghe nó thấm thiết, nghe nó rất là có một cái tình cảm sâu xa, là thương cha nhớ mẹ vân vân. Mỗi đêm thắp ngọn đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con cha như vậy. Hoặc là nói về công ơn cha mẹ cha như vậy. Thì mồ côi cha đặng cơm với cá, mà mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Tức là nói thì cái công mẹ thì nó nhiều hơn công cha. Cái mồ côi cha đó, tức là vắng mặt cha đó thì còn ăn cơm với cá, nhưng mà mất mẹ rồi thì có lót lá mà nằm thôi. Nó cũng đại khái là những cái câu ca dao như vậy. Hoặc là cứ tự trách mình, trách mình đã muộn rồi. Chim đa đa, đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy, lấy chồng xa, một mai mẹ yếu cha già, chén cơm bát cơm chén nước ai mà kính dân. Mà tự trách mình vậy đó cũng là muộn rồi. Là trước đây thì đừng lấy chồng xa đi, bây giờ lấy chồng xa rồi giờ than thở để làm gì, có cải đổ được cái gì đâu. Vậy là chúng ta mới thấy những câu ca dao nó có vẻ như là rạc rào, nó có vẻ như là thương cha kính mẹ, nhưng cái thiết thực cũng không phải chỗ đó. Bạn có thể là thương cha, bạn có thể kính mẹ, bạn có thể có hiếu cha mẹ, nhưng mà nếu mà chỉ một cái tư tưởng nó như không như vậy không, chưa có đủ để mà thiết thực, thì phải làm sao mà nó có trở thành một cái hiện thực. Và cái trong bên Nam Tông á, bên Nam Truyền, chúng tôi nghĩ Bắc Truyền cũng vậy thôi. Cái là một người đi một cái con đường thôi, nhưng mà tất cả chung quy nó có phối hợp với giao thoa với nhau ở điểm là co hiếu. Vậy là chúng ta phải làm sao mà cha mẹ chúng ta được an dưỡng cái phần vật chất đã đành, rồi còn một phần tâm linh nữa. Nhưng chúng ta chỉ cung phụng những cái phần vật chất chưa đủ. Rồi bên Nam Tông sẽ nói như vậy: có hai hạng người mà không cách nào mà chúng ta có thể báo đáp bằng phương diện vật chất được. Tức đó là hai hạng người là cha và mẹ. Một người cha ở trên vai trái, nếu một người có đôi vai đó, bên cái đôi vai đó bên vai trái cổng người cha, bên vai phải cổng người mẹ, cổng cha mẹ này suốt cả 100 năm. Mà trên chỗ đó nó cha mẹ làm những việc bài tiết như là tiêu tiểu vân vân, và người đó cũng không hề có cái một nếp nhăn trên mặt, tức là không có buồn phiền, không có khó chịu, và đồng thời nuôi dưỡng cha mẹ rất là sung túc như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói làm như vậy cả trăm năm cũng không đủ để mà đền đáp cái công ơn cha mẹ. Vì sao vậy? Đức Phật nói rằng người cha người mẹ có cái công ơn với đứa con mình đó, rất là lớn. Mà ở trong Tăng Chi Kinh chương 4 pháp đó, thì Đức Phật nói rằng là cha mẹ đối với con có một trời phạm thiên. Một trời phạm thiên đó, vị phạm thiên đối với tất cả chúng sanh có bốn cái đặc tướng, bốn cái pháp, tức là từ bi hỷ xả. Người cha người mẹ thì có đối với con cũng có từ bi hỷ xả, lúc nào cũng thương mến con, dù cho con có như thế nào cũng thương mến con. Đó là tâm từ. Thấy con hoạn nạn, thấy con đau khổ, thì người mẹ hay người cha đau khổ gấp 5, gấp 6 lần. Đây là nói đúng nghĩa theo cái người cha người mẹ nha. Cái người cha người mẹ trong hiện tại này chúng tôi thấy cũng có nhiều cái cũng hơi nó hơi bất cập lắm. Sanh con ra dục bên ở bên ngoài cái công viên hay bỏ dưới ở cội cây đó, thì cái này là không đúng rồi. Nhớ đây, người cha người mẹ chúng tôi nói là người cha người mẹ thật sự nuôi con đó. Thì cái người con mà bệnh á, số mà chúng tôi đã từng thấy như vậy,
Có một người mẹ thấy đứa con mình ăn sốt, bà có thể là suốt đêm không ngủ, cứ chầm nước đá trên trán trán con, lao nước mồ cho con. Đúng cái đứa con bị sốt ngủ ly bì như vậy, thì bà sẽ thức trọn đêm như vậy, rất mệt mỏi như vậy. Cái tình thương đối với con và cái tình thương xót con nó lớn như vậy. Và chúng tôi cũng đã từng thấy rằng á, một cái con vật như con gà chẳng hạn vậy, nó sẵn sàng hy sinh tính mạng nó để bảo vệ những đàn con của nó. Khi chúng tôi thấy rằng khi mà nó phát hiện có một con diều hâu ở trên cái không trung nha. Và con diều hâu thường thường thì nó bắt những con gà con. Mà khi đó thì nó con gầm mẹ nó mới tục nha. Thì những đứa gà con nó giống như nghe lệnh của mẹ đó, nó rút vô cánh đó, nó cánh đó. Và con gà mẹ nó trụ lại, nó dùng đôi cánh nó bảo vệ đám con của nó. Và đôi khi nó xù lên, cái lông nó dựng đứng lên. Mặc dù nó đánh không lại nhưng mà nó vẫn chống lại. Chúng ta mới thấy cái tình thương của con gà mái đối với các gà con nó là như vậy. Quý vị thấy rằng cái một con chó mà nó đẻ ra đó, nghĩa là mình đi ngang đó, nó cắn mình, nó phải nó cắn mình gì nó hung dữ không phải. Mà chúng ta biết rằng con chó mà nó đẻ ra mình đi ngang mà nó cắn đó, bởi vì nó không bảo vệ con nó sợ con nó bị bắt này kia, nó mới chống lại. Chứ đâu phải là nó thù ghét mình đâu. Bình thường nó không bao giờ chống, nó cắn mình đâu. Nhưng mà khi mà nó đẻ con ra mà đi ngang cái ổ nó là nó cắn ngay. Nó sợ bắt đi những đứa con đó. Nên chúng ta thấy những con vật nó còn có một cái tình thương con như vậy. Thì nói chung là con người, con người nó có rất có cái từ bi đối với con cái mình. Rồi cha mẹ không bao giờ có ganh tị với con, mà thậm chí cái thành công của con là một cái niềm vui của cha mẹ nữa. Chúng tôi đã từng thấy rằng có những người cha người mẹ đó, con mình thi đỗ đại học hay là cử nhân bác sĩ rồi đó, họ không gì ganh tị, không ganh tị. Họ còn đi khoe nữa chứ. Con thôi hôm nay đổ được nó đậu đại học rồi, thì nó đổ được bằng bác sĩ, họ mừng cho cái vui của con mình, họ không bao giờ ganh tị. Mà người khác có thể ganh tị, cha heo ơi. Ví dụ như một người A với người B, người A thấy người B đậu đại học, người B có thể ganh tị. Nhưng mà nếu như là người con thì người cha không bao giờ, người mẹ không bao giờ ganh tị. Mà còn hãnh diện nữa chứ, hãnh diện. Con tôi nó đậu như vậy nó lại. Và cái người cha người mẹ có cái từ bi đến đứa con đến mức độ là buông bỏ. Con dù nó lầm lỗi cách mấy nhưng mà giờ nó biết quỳ xuống nó xin lỗi, thì mọi chuyện người cha mẹ tha cho nó, nó không bao giờ có một buồn phiền. Mặc dù đôi khi chúng ta có những cái cử chỉ mà chúng ta làm nó không có đúng chúng ta, rồi đâm ra đó bà không nói đâu hay ông không nói đâu, nhưng mà nó hơi ngấm ngầm nhói là. Chúng ta từng thấy một cái câu chuyện như vậy. Có một cái người Phật tử đó đi ra cái chợ, mà hôm đó đi chợ thấy được những cái vuông vải rất là đẹp, rất là tốt. Và con này nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ tới mẹ mình, mới đem mới mua một cái sắp vải rất là tốt về nói với bà mẹ nó: mẹ, con lấy đi chợ con thấy cái vải này tốt mà đẹp nữa, con mua về cho mẹ để mẹ may áo mặc này kìa. Thì bà vui lắm, bà rất là vui. Nhưng mà bà vui là, nhưng mà tự nhiên mình nghĩ tới cháu bà, cái con của người con á. Bà nói là thôi, tao mẹ già rồi, mặc áo chi xe xua, bây giờ cái miếng sắp vải này nó tốt, nên giờ con đây đem con cho mai cho mấy đứa cháu của mẹ đi nó mặc. Mẹ mặc già rồi mặc sao cũng được. Nếu như người con mà có một tâm lý chút xíu đó, nó không cái này con mua cho mẹ, thằng mẹ cứ mặc đi. Thì bà không nói gì hết. Cái này tưởng mà nó thật, mà đem cái sắp giải đó mai cho con mình. Bà không nói gì hết, bà lỡ nói rồi, bà không nói gì hết. Đây là cái điểm tâm lý mà sau này quý vị, những người con sẽ nhớ. Không có nói gì hết, bà lỡ nói rồi. Nhưng mà buồn buồn, lâu lâu ấy, tao mới nói một cái, nó cũng lấy cho con nữa. Nó mua về cho tao mà tao nói tao không mặc, cái nó lấy cho con nó liền. Không có bao giờ nói để cho mẹ. Cái hai mà quý vị thấy nha, cái món mà quý vị mua đó mặc dù nó không ngon, nhưng mà quý vị nghĩ là quý vị nói à, con đi chợ này con mua thấy cái món này ngon con mua về cho mẹ. Bà ăn rất là ngon, ăn nó ăn cái tình cảm.
chứ không phải cái món nhiều khi món bà không muốn ăn đâu, nhưng mà thấy gì con mình mua về bà ăn, vui. Đến đây là những điểm tâm lý mà người con chúng ta phải nắm bắt được như vậy, chứ không nói mẹ không ăn để cho con ăn cái chết rồi, này là nó thua trắng luôn. Cho nên người con cũng phải biết những cái điểm mà rất tế nhị vậy. Người già thì họ không muốn nói đâu, nhưng mà nhắn mặt mình họ nói người hàng xóm mới chết, cái đó mới là đau nhất nữa. Cho nên quý vị cũng nắm lấy những cái điều như vậy. Và Đức Phật Ngài dạy rằng người cha mẹ đối với con mình nó có bốn cái pháp từ bi hỷ xả, cũng giống như một vị Phạm Thiên đối với những chúng sanh khác vậy. Đây là một đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai, người cha nhiều mẹ đối với con mình giống như một vị chư thiên. Thông thường những vị chư thiên thường thường là bảo vệ những cái người mà thân yêu của mình. Thế ngay trong chùa này, những quý vị mà làm việc tốt thì kêu những vị Long Thần Hộ Pháp này. Ở đây chúng ta gọi là danh từ là Long Thần Hộ Pháp, nhưng ở bên Nam Tông thì gọi là chư thiên, tức là những vị bảo vệ, bảo vệ đến các vị, giữ gìn các vị một cách được tốt đẹp. Thì người cha người mẹ cũng sẵn sàng bảo vệ con một cách tốt đẹp, dù là phải cực khổ, dù phải nhịn ăn nhịn mặc, mà miễn sao con nó được sung sướng thôi. Và chúng tôi thấy cũng có những người mẹ đôi khi nhịn ăn để nhường những chén cơm đó cho người con mình ăn. Cho nên cái muốn bảo vệ người con những gì chư thiên. Và Đức Phật Ngài xác định ở trong Tăng Chi Kinh chương 4 pháp á, cha mẹ đối với con giống như một trời Phạm Thiên. Cha mẹ đối với con bảo vệ con, sẵn sàng hy sinh tất cả vì để gì con, như là một vị Phạm Thiên. Hay xin lỗi, một vị chư thiên bảo vệ đến những người tốt đẹp. Và cái hôm nay quý vị được những cái điều tốt đẹp đó, có thể là người này học giỏi anh văn, có người này học giỏi về toán học, người học giỏi về bác sĩ y khoa, vân vân. Quý vị nghĩ đó là những vị thầy đưa cái nghiệp nghệ cho quý vị, nhưng mà cái vị thầy mà ban đầu của quý vị đó, Đức Phật Ngài dạy rằng cha mẹ chính là cái vị thầy ban đầu của chúng ta, ban đầu chúng ta. Từ những cái bước đi chập chững thì cha mẹ đã dìu mình đi từ từ, mới vừa đi không những đỡ nhiều cho mình đi rồi, khi biết nói thì cha mẹ dạy nói như vậy đúng không? Rồi học ăn học nói học gói học mở cũng là người cha mẹ dạy đầu tiên hết. Và những âm đầu tiên là ba mẹ hoặc là chữ m chứ không phải, cũng là người cha mẹ dạy. Khi đứa con nó mới biết đầu, nó biết nói rồi đó, thì cha mẹ dạy từng tiếng cho nó tập nói thẳng, đúng không? Cho nên cái người thầy ban đầu của quý vị nó không phải là những vị giáo sư ở trường, không phải là những vị thầy ở cấp 1, cấp 2, không phải là vị thầy ở cái lớp 1, lớp 2, không phải, hay là những cô giáo mầm non, không phải, mà vị thầy ban đầu chính là cha mẹ. Cho nên mọi người là cha mẹ chính là vị tiên sư ban đầu, tức là vị thầy ban đầu. Những cái mà chúng ta có đây khởi đầu từ những cái đó mà ra, chúng ta được cái được dưỡng mạnh lên từ những bức tranh đó, rồi xã hội sẽ giúp mọi chúng ta được tốt đẹp. Mà cái những người thầy mà chúng ta học đó, chúng ta không nghĩ rằng phải bội bạc đó, cái như bội bạc là không có đúng trong cái giáo pháp này. Biết ơn mới là người có là đúng trong cái giáo pháp này. Tuy rằng cái những cái vị thầy mà chúng ta dạy, chúng ta học đó, như là thầy anh văn, thầy sử địa, thầy toán, thầy dạy nhạc, thầy dạy vi tính, vân vân, giúp chúng ta có một cái nghiệp nghệ để chúng ta tự sinh sống được ở trong cái cuộc đời này. Nhưng mà khi mà chúng ta học như vậy đó, thì cái tiền công nó cũng chính do cha mẹ chúng ta bỏ ra. Không ai dạy không giống chúng ta hết, rất hiếm. Mà người ta dạy mình cũng là do cái tiền công. Mà tiền công đó là cái cha mẹ phải đổ mồ hôi, làm vất vả. Và quý vị sẽ thấy rằng trong cái mùa mà gọi là nhập học đó, tức là cái mùa khai trường tới đó, thì cha mẹ chạy đôn chạy đáo tất tả làm sao lo cho con mình vô được cái trường đó, dù tốn kém bao nhiêu họ cũng đồng ý. Nên quý vị thấy một cái tình thương nó lớn như vậy đó. Rồi do đó thì quý vị sẽ học thì cô giáo này thầy giáo kia vân vân. Quý vị chỉ nghĩ những cái thầy giáo cô giáo đó thôi mà quên rằng cô giáo thầy giáo nó dạy mình là do cái công sức cha mẹ bỏ ra. Nếu cái tiền đó là của cha mẹ lo lắng để mà bỏ ra. Cho nên chúng ta ngẫm nghĩ những suy ngẫm thì chúng ta mới thấy là cái vị thầy ban đầu là cha mẹ, rồi sau đó cha mẹ lại lo liệu cho chúng ta có những vị thầy kế tiếp.
Những ai mà có hai con ba con á, trong nhà hai ba con, tức nghe tới cái mùa tựu trường đó, mùa nhập học á, họ lo ngay ngáy lên là thấy tốn từ 5-10 triệu dễ gì chơi, họ rất là ngại. Cho nên chúng ta mới thấy cái tình thương của cha mẹ. Nhưng mà cái cha mẹ giờ cứ than là không có than cái vậy thôi. Các bạn nói là cha mẹ lo cho con tốn kém như vậy, tốn kém kia, không bao giờ, không có giờ cái chuyện đó nè. Và âm thầm chịu đựng, đây là những cái nghĩa cử rất là tốt nè. Và cha mẹ là cái bậc đáng cúng dường nhất. Cho nên cha mẹ đối với con có bốn đặc ân: thứ nhất là trời Phạm Thiên, thứ hai là mặt trời chư thiên, thứ ba là vị tiên sư ban đọc, và thứ tư là cái người bậc đáng cúng dường nhất. Và Đức Phật dạy cái trong gia đình nào mà người con mà có hiếu với cha mẹ rồi thì gia đình nó được ngang bằng với vị Phạm Thiên. Mà Phạm Thiên ấy, là theo cái truyền thống cổ của dân Ấn Độ là vị thần tối cao của cái tín ngưỡng của trong thời Đức Phật. Mà cái người nào mà có hiếu với cha mẹ như vậy đó thì được xem như là ngang bằng với Phạm Thiên. Nhưng mà như vậy đó đủ chưa? Xin thưa vậy chưa. Vì Đức Phật ngài dạy rằng dù cho mình có cúng dường vật thực cho cha mẹ, lo cho mẹ ăn đầy đủ, nuôi cho mẹ rất là đầy đủ, cho mặc, cho ăn, cho ở rất là sang trọng, trọn kiếp như vậy chưa đủ để báo đáp được cái công ơn được. Chưa đủ. Vậy thì muốn cái chữ hiếu của nhà Phật á, nó rất là lớn, lớn lắm. Nó không phải chỉ đơn giản như chúng ta đâu. Không phải chỉ cài một cái bông hồng đó là tôi có nhớ đến cha mẹ rồi tôi có hiếu. Không phải. Không phải là tôi lo cho cha mẹ một cách đầy đủ vậy là tôi có hiếu. Không phải luôn. Không phải. Mà chúng ta thấy là thời đại hiện tại này đôi khi á, cái người con á, nghĩ là mình là cái người mà làm ra những cái tài sản vật chất. Rồi nuôi cha mẹ, nhưng mà xem cha mẹ giống như một ô xin vậy nhà. Giống như một ô xin. Quý vị sẽ thấy là thực tế nó như vậy. Làm về có cái công việc về đó thì cha mẹ ở nhà đó, giữ con cho mình, chăm sóc cháu mình, không là ô xin là gì nữa. Cha mẹ nó có làm được gì đâu. Rồi nói là cha mẹ có tình thương cháu, thương bảo vệ cháu. Không phải. Nếu mà cha mẹ mình mà không thương mình á thì không giữ cháu đâu. Mà chỉ vì sao mà giữ những người cháu, vì giữ nó để nó có cơ hội nó đi làm bên ngoài để nó được an nhàn, hoặc là nó được con sự hạnh phúc này nữa đó, vân vân. Có nhiều cái người có con không á, đưa con cho ông ngoại nuôi, ông bà ngoại nuôi cho hay vậy, rồi cùng với người chồng sống riêng cho hay vậy, rồi mỗi tháng chu cấp 5 triệu 10 triệu vậy đó, vẫn khai hát làm mướn người ở để chăm sóc con mà. Cái đó nó không phải là có hiếu, là tự nhiên là tôi nuôi dưỡng cha mẹ đó. Không phải, không có đúng như vậy. Cái chữ hiếu của nhà Phật nó không phải nằm ở chỗ đó, mà chữ hiếu của nhà Phật nó rất là đặc biệt, rất là lớn nha. Và nói như vậy không phải là chúng tôi để nói để chỉ trích, không phải, nhưng mà chúng tôi dịch ra cho thấy rằng cái hiếu đó là cái hiếu của một hình thức, nó không có đi vào đâu hết. Không phải là nuôi cha đầy đủ, nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ là tôi có hiếu. Không phải. Thậm chí như không có nữa, những cái lúc mà cha mẹ mất rồi làm đám giỗ đó, mâm cao cổ đầy này kia, mà cái dao cũng nói rằng là hơi châm biếm chứ, sống thì chẳng toan, lúc chết thì làm lễ tiếu văn tế rùi, cha mẹ có ăn được đâu. Là mâm cao cổ đầy này kia để chứng là tôi nhớ cha, nhớ mẹ, tôi thương cha, thương mẹ, tôi có hiếu cha mẹ. Cha mẹ có ăn được đâu, chỉ con ruồi nó ăn thôi. Rồi xong rồi cũng xong, ngồi xuống với nhau, rồi chén anh chén tôi, chén anh chén chị chén em này kia, nhậu nhẹt xong xuôi rồi thôi quậy lên tưng bánh lên nhau rồi cái đó làm đám giỗ cho linh đình để chứng tỏ mình có hiếu. Đó không phải, không phải nữa. Lúc còn sống cho ăn đi, lúc còn sống cho mặc đi, lúc còn sống cho cái hưởng thụ đi. Cho một cách thoải mái, an nhàn đi. Được bao năm? Được bao năm? Ví dụ giờ cha mẹ được 70 tuổi hay là 60 tuổi? 60 tuổi. Cha mẹ được 60 tuổi, đứa con có thể là 30 tuổi hoặc là 40 tuổi. Hay là cha mẹ 50 tuổi, đứa con có thể là 30 tuổi. Chúng ta tính là 20 tuổi của con đó. Cha mẹ 50 tuổi, đứa con có thể là 30 tuổi.
nuôi cha mẹ đôi khi là chỉ được 20 năm sau thôi, 30 năm sau thôi là cha mẹ có thể là 80 tuổi là chết. 30 năm đó chưa có đủ gì đó. Không có bù đắp lại những giọt máu ở trong thân của người mẹ, nó biến thành những cái giọt sữa để nuôi dưỡng con, không có đủ đó. Và mỗi khi mà con nó dặn mình lên thì bà mẹ lo sốt gió. Đứa con bệnh có một, bà mẹ mình bệnh tới 2, 3, 4, 5 nó cái. Chúng ta mới thấy là cái vật chất này nó không đủ để báo đáp cái tâm tình ở đâu, không có đâu. Nhưng mà tự hào mình có hiếu thì cái hiếu đó Đức Phật này nó không phải cái hiếu. Vậy thì chúng ta mới thấy rằng nhưng mà nhiệm vụ chúng ta đừng có nghĩ rằng là tôi làm vậy là tôi tròn chữ hiếu, không phải. Chúng tôi nói với quý vị rằng dù cha mình có điên, dù mẹ mình có điên, cũng là cha mẹ mình. Chứ đừng nói là cha mẹ tôi như thế này thế kia. Có những người con khi mà có những công danh lớn rồi nhìn thấy cha mẹ mình là dân quê này kia, dốt nát này kia, nó đã mắc cỡ không dám nhận là cha là mẹ. Cái đó mới là tội nghiệp khủng khiếp lắm. Cha mẹ nuôi con đâu phải là mỗi tháng để sau này con nó cho 20 triệu, 30 triệu. Không phải, không có gì đó, không có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà rồi có rồi xong nó nói cái bà đó giờ mình là lớn rồi, vợ giám đốc hay gì chẳng hạn, bạn không dám nhìn đây là cha mình hay là mẹ mình, cái gì quê quá này, trong quê đó. Cái người đó mới thật là bất hiếu đó, không phải là nuôi dưỡng vậy, mà cái đó mới là thật bất hiếu đó. Cho nên những tình trạng này chúng ta phải tránh để chuyện cái hiếu. Mà chúng ta nói rằng cho dù rằng không có cái gì nữa, mà chúng ta đã từng nhìn thấy rằng á, có một số Phật tử, chúng ta nói Phật tử luôn á, chính là Phật tử luôn, cũng về cũng mỗi tháng thì đem về cho cha mẹ trích ra tiền lương, nó đôi khi phân nửa cũng có để cho cha mẹ, để mà muốn ăn gì ăn, muốn xài gì xài, muốn mặc gì mặc. Nhưng mà cha mẹ muốn tạo phước đi vào chùa để cúng dường để tạo phước đi, về cái nhăn cho tiền cho má, cho tiền cho cha để mà ăn uống để bồi dưỡng, chứ là đem vô cúng chùa không, cái gì cũng đem vô chùa. Làm như vậy khiến bà không dám đi chùa nữa, không dám cúng chùa nữa. Nhưng cái đó mới là cái tội nghiệp. Để sao vậy? Đức Phật dạy rằng dù cho nuôi dưỡng cha mẹ đến trọn kiếp sống đó, hay là phục vụ cha mẹ đến trọn kiếp sống đó, dù cho trên vai trái vai phải đó cha mẹ có tiêu tiểu mà cũng không có buồn phiền, mà nuôi dưỡng đầy đủ đó, cũng không thể đáp đền được, không thể đáp đền. Vậy thì trên bên Phật giáo có cách gì để đáp đền? Thì Đức Phật ngài dạy rằng trong cái Phật giáo này chúng ta chỉ lo trong một kiếp thôi, mà chúng ta phải có cái hiếu là lo cho những kiếp lai sinh, những kiếp trong tương lai nữa. Quý vị có bảo đảm rằng khi mà mình cúng dường với cha mẹ về ăn uống, về y phục, về sàn bọ, về những cái chỗ ở đầy đủ, là tối xem tivi, chiều có tivi, sáng có như này kia, nghe nhạc không? Thì dứt cái kiếp sống nó có bảo đảm là cha mẹ mình có thể sanh làm người không? Hay là dứt kiếp sống nó thì do cái ảnh hưởng đó cha mẹ mình có thể rớt xuống bốn phận cảnh? Chúng ta phải nghĩ tới một cái tương lai về sau. Là dứt kiếp sống này là không bao lâu hết. Nhưng kiếp sống sao nữa mới là điều quan trọng. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng với một cái người có hiếu đó thì sẽ có cái ba pháp và bốn pháp. Thứ nhất, nếu cha mẹ chưa có niềm tin thì đưa cha mẹ đi vào niềm tin. Niềm tin đó là niềm tin về Phật Pháp Tăng. Chính cái niềm tin về Phật Pháp Tăng đó thì Đức Phật ngài dạy rằng những ai quy y Phật sẽ không xa đọa xứ, khi thân hoại mệnh chung sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Pháp sẽ không xa đọa xứ, khi thân hoại mệnh chung sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Tăng sẽ không xa đọa xứ, khi thân hoại mệnh chung sẽ tràn đầy thiên giới. Tức là người có quy y Tam Bảo một cách đúng đắn, rõ ràng đúng đắn như vậy, thì khi mà nhớ lại lúc cần chết thì nhớ lại ta đã có nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, chỉ bấy nhiêu thôi thì cũng đủ sanh lên được làm người, hoặc là sanh lên làm chư thiên.
Còn mà ăn uống đầy đủ thì tất cả quý vị thấy là cái món ngon hoặc lạ khi mà vô trong thân thể chúng ta mà chúng ta ói ra chúng ta không còn muốn ăn lại nữa, mà đúng ăn lại nữa, nó nhơ bẩn như vậy. Và nếu có chưa vô trong cái thân thể chúng ta thì cuối cùng gì, ăn uống là nhân thì tiêu tiểu nó là quả. Mà cái vật mà tiêu tiểu ra thì rõ ràng rằng chúng ta không muốn nhìn, không muốn thích nó gì thích, nó đâu cái gì đó, nó chỉ là một cái vật chất thô sơ bình thường, nó không là gì hết, nó không mang tới một cái lợi ích lớn. Nhưng mà cha mẹ chưa có niềm tin, mình đưa vô an trí vô cái niềm tin, nó là một cái pháp. Cứ như vậy đủ để báo hiếu chưa? Chưa, cũng chưa. Cha mẹ không có giới hạnh, an trú cha mẹ vào giới hạnh. Cha mẹ không có biết là sát sanh là tội lỗi, lấy của không cho là tội lỗi, hay là tà hạnh trong dục lạc là tội lỗi. Tà hạnh trong dục lạc nó không phải là một cái quan hệ bất chánh, lớn tuổi rồi không có quan hệ bất chánh đâu. Nhưng mà đánh đề, đánh bài, mua giấy số, cái đó là cái tà hạnh trong dục lạc. Tại vì nó gợi cho một cái tâm tham tương khởi lên. Như là nam thì thích cá bóng đá thì chẳng hạn vậy, nữ thì thích đánh đề, mua giấy số, mấy cái đó nó thuộc về cái giới gọi là tà hạnh trong dục lạc, tức là kamisu micchachara. Kamisu là trong cái dục, tức là sắc tinh hương vị xúc. Micchà là sái quấy, chara là làm sái quấy ở trong sắc tinh hương vị xúc. Thì cha mẹ không có giới đó, là đưa cha mẹ an trú vào giới. Cha mẹ thường hay nói sai sự thật thì cố gắng làm sao cho cha mẹ nói đúng theo sự thật. Cho nên cái pháp thứ hai để con người con mà có hiếu nữa là cha mẹ chưa có giới, làm sao cho mẹ giữ gìn cái giới. Mà rõ ràng rằng không có giới thì không thể sinh làm người. Quý vị muốn sanh được làm người đây là trước đây cũng gì cũng đã có giới rồi. Vì cái giới là cái bước thang để sanh lên nhàn cảnh, cái giới là để bước thang đưa lên cõi trời, cái giới là bức thang để đi tới cái giải thoát niết bàn. Giới định tuệ đó là cái phương châm của con đường bát chánh đạo. Mà có giữ giới được, không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong dục lạc, không nói dối, không uống men bia men rượu, nhiều đó thôi, thì đủ để mà tái sanh về nhàn cảnh được kết quả làm người hay quả chư thiên. Còn mình nuôi dưỡng đầy đủ cả trăm năm như vậy mà cái tư tưởng ác xấu nó còn, mà khi mà anh chung với tư tưởng ác xấu như vậy thì nó dẫn xuống bốn cổ cảnh ngay lập tức. Như vậy mình nói là mình có hiếu, thật sự chưa có hiếu gì hết. Bởi vì cái tương lai, cái kiếp lai sinh ở trong tương lai của cha mẹ mình không lo, lại không lo liệu được. Rồi mình cái mỗi năm ấy, là mình cái tới nhà đám giỗ của mình làm giỗ linh đình này kia ai ăn, mà làm giỗ linh đình đó có được hay không, có được không. Mà Đức Phật ngài dạy rằng những cái người mà nó rớt xuống địa ngục thì không cách nào mà quý vị hồi hướng nữa, nó không cách nào nữa. Nó không có thể nào mà có thể bước mà xuyên thủng qua địa ngục để mà đem đến người đó lên được, để tự người đó đi lên mà thôi. Thì quý vị làm đám cò, đám giỗ linh đình nó cũng vô ích, nó không có tác dụng. Mà tác dụng ngay giờ phút này nè, nhiều lúc sống còn hiện tiền nè, cha mẹ chưa có niềm tin, an trú vô trong cái niềm tin, mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Rồi cha mẹ chưa có giới hạnh, mình an trú trong cái sự là giữ gìn giới hạnh. Cái giữ gìn giới hạnh này nó là một cái pháp môn giúp cho những chúng sanh từ cái khổ đi đến cái an lạc, từ cái bốn cái khổ cảnh được tái sinh về nhàn cảnh. Thì chúng ta làm được như vậy. Rồi cha mẹ chưa có biết bố thí thì chúng ta làm sao cho cha mẹ biết bố thí. Cái bố thí là một cái pháp để một không có một vị chư thiên nào được sanh đề cõi trời á nha quý vị. Nhớ nha quý vị là giữ giới trong sạch, không sát sanh, không lấy của không cho, không có tà hạnh trong dục lạc thì quý vị sẽ may mắn được sanh làm người, nhưng là sẽ là người nghèo khổ. Chư thiên thì không có nghèo khổ. Cái người mà có đầy đủ tài sản, có đủ những cái vật chất đó, vì kiếp xưa họ bố thí, cho nên kiếp này họ mới có đầy đủ những cái quả tốt đẹp như vậy. Chứ không khơi mình làm người, quý vị thấy có những người mà sống cái gầm cầu, sống bất vơ bất bưởng này kia chẳng hạn, sống mà gọi là phải đi xin từng chỗ này từng chỗ kia, nó không phải là một cái họ không muốn đi xin mà giờ không cách nào khác phải đi xin. Thì chúng ta sẽ thấy rằng có những người thì ăn uống
cái đồn người ta, cái người đó nó đổ bỏ. Có nhiều người thèm chết luôn được mà không không có. Cũng có người thì ăn không hết, người thì không có để mà ăn, người ở thì một nhà ở 5-3 cái phòng, một người không có cái nhà để ở, phải ở với những nơi bến xe, ở nơi sân bay, ở dưới gầm cầu. Chúng ta có thấy như vậy nguyên nhân tại sao? Bởi vì những người đó không có phước, còn những người kia có phước. Có phước là phước gì? Phước bố thí. Không có một vị chư thiên nào mà sanh lên cõi trời mà không có phước bố thí cả. Không có một vị chư thiên nào sanh lên cõi trời mà không có phước bố thí cả. Nếu tự làm người là người có đầy đủ tài sản đã thành rồi, chi chư thiên cũng đầy đủ có tài sản, đâu có thiếu thốn gì đâu, chỉ có cái chức vụ khác nhau thôi. Nên đó là do cái quả phước bố thí sinh khởi nên. Cho nên nếu cha mẹ có cái tính bổn sản thì khuyến khích cha mẹ bố thí. Nhưng mà nghiệt ngã lắm, cực kỳ nghiệt ngã lắm. Cái pháp nó vô cùng xấu diệu như vậy, đưa lên một cái đỉnh cao như vậy, nhưng mà cho tiền cha mẹ rồi mới muốn cha mẹ ăn uống thôi. Rồi cha mẹ mình đi cúng dường chùa hay cúng dường vị sư nè, cái về cái cằn nhằn cái cho tiền, cái đem cho thầy này cho sư kia, rồi riết là cha mẹ cũng sợ. Cha mẹ đưa tới thay vì cái người con không ngoan đó, hôm nay mẹ đi cúng dường ai vậy? Cúng dường vị thầy này, cúng dường vị sư kia. Rồi, hay quá, hoàng hồ nha. Rồi cho thêm mẹ thêm tiền đi cúng dường nữa, nó là tốt đẹp hơn. Bởi vì chính cái phước này là cái chỗ nương của mỗi chúng sanh. Chúng sanh nó được ngủ vững tốt đẹp bởi vì có những cái phước nha. Hoặc là trì giới, hoặc là tu thiền, hoặc là bố thí. Bố thí là cái mà thấp nhất, tốt nhất là cho cha mẹ đi tu thiền. Cứ khuyến khích mỗi đêm mẹ nên tu thiền đi, khoảng chừng nửa tiếng, 15 phút, 20 phút cũng được rồi, tâm nó lắng động lại. Quý vị thấy cái ly nước á, cái ly nước mà chúng ta cứ dao động hoài, cái cặn ở ly nước nó bốc lên trong một cái ly nước đó. Nhưng mà để cái ly nước nó lắng yên xuống khoảng cái chừng 10-15 phút thì những cái cặn nó lắng xuống dưới đáy cái đáy ly, và cái nước nó trong lại. Như thế nào cũng vậy, cái tâm chúng ta bị quấn quýt cuộc đời, nó bị bừng bừng lên những cái phiền não. Thì bây giờ tu thiền, nhớ là tu thiền, niệm Bút Hô Đức Phật hay gì đó, mất bất cứ một không danh Phật nào đó, hiểu sao? Niệm dần dần cái stress đó, cái căng thẳng đó, nó bắt đầu lắng xuống, là những cái phiền não lắng xuống như vậy. Mà cái tâm lắng xuống tạo thành một cái thói quen mà trong thuật ngữ nhà Phật được gọi là cái thường cận y duyên. Thường cận y duyên là một cái thói quen. Chúng ta có hai loại thói quen, một loại thói quen rất tốt và một loại thói quen rất xấu. Thói quen rất xấu là cái người quen về cái phá giới chẳng hạn, mà đó là xấu. Còn cái quen mà niệm Phật, quen mà niệm pháp, niệm tăng, quen mà thích thú trong những cái việc thiện của mình, thì lúc mà gần chết mình đâu có tỉnh táo được đâu. Mình đang hôn mê thì những cái gì mình đang làm ở trong hiện tại này đó, nó quay trở lại mình. Mà mình thường làm việc thiện thì nó sẽ quay lại cái việc thiện với mình. Mà khi mà có việc thiện mình, tâm mình được trong sạch, tâm được tốt đẹp, và có như vậy thì sẽ sanh về cái nhàn cảnh. Mà nếu mà cái phước đó là cái phước trì giới, cái phước đó là cái phước bố thí, cái phước đó là phước cái tu thiền, thì sẽ ở cái đẳng cấp cao, ở địa vị cao. Còn nếu mà không thì nó ở địa vị thấp chẳng hạn vậy. Chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên khuyến khích cha mẹ nên tu thiền. Có những khóa thiền nào cũng vậy, thì những vị thiền sư mở ra thì khuyến khích đi tu tập đi. Nó không có lỗ, mình nuôi ăn hàng ngày được. Bây giờ thì nó nhờ cha mẹ đi ra tu thiền, rồi bà quen tập với tu, lắng tâm lại, nghe được tiếng nói của lòng mình, rồi bỏ đi những cái tham, bỏ những cái sân, bỏ những cái si, bỏ những cái phiền não, bỏ những cái phiền muộn, bỏ những cái rai rứt, bỏ những cái gì mà không cần thiết. Quay lại cái tâm mình, cái nước tâm mình nó trong sạch, nước trong sạch. Mình làm như vậy, dần dần nó có một cái thói quen. Quý vị thấy những người mà tập thể dục đó, sáng bữa nào họ cũng đi bộ hết. Cái bữa nào họ không đi bộ, họ cảm thấy bứt rứt vô cùng. Vì sao? Vì họ có cái thói quen đó như vậy. Thì cũng vậy, một cái người mà cái thường mà tu tập về cái làm cái tâm mình nó tập thể thao như vậy đó, bằng cái thiền định, những pháp môn thiền định, bằng những pháp môn giữ giới như vậy,
Thì ngày nào mà không có thiền định, họ cảm thấy bức rất khó chịu. Vâng, họ ngồi lại 10-15 phút cảm thấy an tâm trở lại và nó được thoải mái vô cùng. Mà đâu có tốn kém gì nữa đâu. Nếu nói về bố thí mình sợ ngại tốn tiền thì tu thiền hay trì giới đâu có tốn kém gì đâu. Tại sao mình không khuyến khích? Tại sao mình không khuyến khích vậy? Lý do là tại mình không có nắm bắt được cái chữ hiếu của đạo Phật. Chính cái đó mới đưa cha mẹ mình không phải rớt xuống bốn khổ cảnh. Mà đã không rồi có bốn khổ cảnh thì quý vị không cần phải làm phước hồi hướng nữa. Bởi vậy trên đó sướng quá rồi. Đâu cần gì phải nữa. Mình chuẩn bị một cái phương án trong tương lai như vậy, mà không phải một kiếp. Người làm thiện có thể từ kéo dài từ kiếp này sang kiếp này, cái này cái này. Ở trong cái kinh điển có nói như vậy. Như là những như bà hoàng hậu Khê Ma vợ vua Bình Sa cho hàng hoài, bà phát một phát nguyện là để nhất là trí tuệ trong thời Đức Phật Bát-đu-mu-ta-ra. Bát-đu-mu-ta-ra, Bát-đu-má là cái bông sen, Uttara là cao tổ. Nè, cho nên Bát-đu-mu-ta-ra được các ngài bên Bắc truyền gọi là Thượng Liên Phật hay là Phật Liên Hoa. Phật Liên Hoa. Đây chữ Bát-đu-má có nghĩa là cái bông sen. Bởi vì vị này đi lên có một cái bông sen rất là lớn đỡ cái chân. Nè, gọi là Phật Liên Hoa. Phát nguyện từ đây cách đây 100.000 kiếp trái đất. 100.000 kiếp trái đất nha, chứ không phải là 100.000 kiếp. 100.000 kiếp trái đất. Một kiếp trái đất có thể là hàng chục kiếp, hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp khởi lên. Mà 100.000 kiếp trái đất nó không bị rớt xuống bốn khổ cảnh chỉ vì nương nhờ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng mà thôi. Cho nên chúng ta mới thấy cái hiệu quả nó cực kỳ lớn. Nó đâu phải chỉ một kiếp đâu, đâu phải chỉ kiếp sau đâu. Kiếp sau, sao nữa, biết bao nhiêu chữ sao chứ nó. Mình chỉ nhiều đó thôi. Nếu mình đã lo liệu được rồi, cha mẹ chưa có giới, làm cho cha mẹ có giới, an trú tâm vào có giới. Cha mẹ chưa có cái buông bỏ còn bám víu. Cái bố thí là một pháp không phải là đem cho bình thường, mà nó là cái pháp buông bỏ. Chúng ta khi mà chúng ta đem cho một gì đó, nghĩa là chúng ta không còn luyến tiếc tới nó nữa. Mặc tâm chúng ta luôn luôn bị luyến tiếc. Nè, luyến tiếc đây là của tôi, áo của tôi, quần của tôi, tivi của tôi, tủ lạnh của tôi, vàng của tôi, tiền của tôi, không vâng. Nè, cũng do luyến tiếc như vậy, chết, có đôi khi bị luyến tiếc, tái sanh lầm khổ cảnh. Mà buông bỏ ra không có luyến tiếc nữa. Ở trong cái Trung Bộ Kinh, bài kinh Xú Phá. Xú Phá này là một thanh niên, con của một người tế lễ sư của vua Ba Sê Na Đế, tức vua Ba Tư Nạp. Ông này có cái tên gọi, ông cha đó có tên gọi là Tô Đề Giá. Tô Đề Giá, Tô Đề Giá là một cái họ. Nhưng mà đời sống của ông này rất là keo kiệt. Là một tế lễ sư, một lần mà cúng ông rất là nhiều tiền lắm, nhưng mà không hề biết bố thí là gì hết. 9 đồng kiếm thêm đồng nữa chẳng 10, chẳng hạn vậy. 10 đồng kiếm thêm 90 đồng nữa chẳng 100. Nếu như mà lẻ lẻ khó chịu lắm. 50 cũng kiếm thêm 50 nữa chẳng 100, cho nó gọn gọn, đúng không? Cứ như vậy, nhưng mà khi người chết ông có 4 cái hũ vàng, tích tài sản ông ta tích lũy trong 4 hũ vàng. Mà cái giường ngủ ông á, thì 4 hũ vàng ông chôn 4 góc giường. Là ông nằm ngủ ra ăn trộm vô là ông biết ngay. Cái người nó bỏng sản đến mức độ vậy đó. Nên trộm ra. Lúc chết không có nhớ là cái phước thiện mình. Không nhớ. Nhớ là 4 cụ vàng. Chết phải sanh làm con chó. Con chó đi giữ 4 cái hũ vàng đó. Một hôm Đức Thế Tôn ngài đi ngang, đi bát ngang qua, cái con chó nó sợ vô lấy vàng của nó sủa. Đức Phật nhìn. Đức Phật biết ngay, Đức Phật nói, này Tô Đề Giá, nay người ta tái sanh vô đây rồi phải không? Cái con chó nó nhớ lại. Cái lực của Đức Phật nói thì tự nhiên nó có thần lực khiến cho nó nhớ lại. Nó mới nhớ trước nó là bác hộ, là trưởng giả. Bây giờ là con chó đi nhà, nó buồn khổ. Nó đi vô, nó nằm. Thì ông con, ông này tên là thanh niên Xú Phá. Lúc con sinh ra rất là xinh đẹp cho nên tỏa nhìn Xú Phá. Mới đi về, thường thường ông về thì con chó ra mừng rỡ lắm. Lần này ông đi về thấy con chó không ra. Ông hỏi gia nhân là tại sao vậy? Nói dạ con không biết, cái chủ con không biết đâu. Vậy hồi sáng thấy ông Sa Môn Gotama đi ngang qua đó. Ông biết ông nói gì con chó, tự nhiên con chó nó buồn vô trong nó nằm ngủ. Ông hoài thì không ra vô ra. Cái ông vô, ông nhìn dỗ con chó cũng nằm yên kìa.
ông mới thấy làm lạ. Ông mới vô hỏi Đức Phật, bạch ngài rồi sáng ngày đi ngang ngày nói gì con chó nó, mà con chó nó buồn và nó không có mừng rỡ nữa. Hôm nay chắc tôi phải xin quý vị thêm nửa tiếng, nói chung nó hết đề tài này. Xin thêm quý vị biết gì, có đồng ý cho không? Có đồng ý cho không? Rồi thế thì cái Đức Phật nói này tôi đi giá, con chó đó nó không phải là chó thường đâu, nó là cha kiếp trước của ngươi đó. Ông này đâu có tin, cha tôi là bà Long Môn thì ông về sanh về cõi phong thiên là sao là con chó được. Đức Phật nói vậy thì ngươi hãy đưa ta tới gặp con chó đi. Thì ông này đưa tới cái Đức Phật này nói này tôi đi giá, ông chôn của ông chỉ cho con ông đi. Thì con chó đi tới một góc vườn nó bươi bươi lên, đào lên có hũ vàng đó. Qua cái hũ thứ hai, nó đào lên cũng có hũ vàng. Nó đào được 4 hũ vàng xong, Đức Phật nói đây là hậu vận của cha người. Cha người ngày xưa bỏng sẻn, không có biết buông bỏ, lúc chết nhớ lại. Cho nên là bị rớt xuống cái làm chó như vậy. Và rất là trong pháp cú cũng rất nhiều câu chuyện nha. Có một vị tỳ khưu có một cụ y mới mai là cái nha. Hôm nay vào buổi chiều cái người thợ mai người chị đem cái bộ y rất mới, ông ta thích thú lắm. Đêm đó ông chưa có mặc được, đêm đó bị một cơn gió độc thổi tới, lúc mà quằn quại sắp chết ông nhớ là bộ y của nhà người, cái tâm chưa buông bỏ mà còn nhớ là bộ y, chết biến thành con rồng trong đó. Rồi thường thường á, vị tỳ khưu mà chết thì cái gì tỳ khưu mới súng lại chia đồ đạc. Vị tỳ khưu nào mà chết thì tài sản của vị tỳ khưu đó là của tăng chúng sẽ sử dụng nên chia lại. Tại bây giờ con rận ở trong cái tấm y đó nói, sao mấy ông này giật y của tôi, sao mấy ông giật y la chí chóe nè. Những vị tỳ khưu hàng làm sao nghe được, cái thoải mái. Cho nên Đức Phật dễ thiên nhẹ nhỉ, người nghe được. Ngài nói này các tỳ khưu thôi dừng lại, khoan đã nha. Con rận ở trong cái bộ y nó đang la là các ngài, các ngươi đã chia tài sản giật cái bộ y của nó, thôi dừng lại đi, dừng lại. 7 ngày sau thì con rận này nó chết, lại không ai mặc y nữa, nó không có gì, nó hút máu, không máu 7 ngày nó chết thôi. Thì lúc đó mới chia cái bộ y này. Cho nên trong luật cái vị tỳ khưu mà sau khi mệnh chung rồi thì 7 ngày sau, tức là cái cốc gì đó phải niêm phong lại hết, không có ai vô á. 7 ngày sau mới chia ra, muốn lấy gì thì lấy, có cái luật đàng hoàng đó, do cái điều kiện này như vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái bố thí không phải chỉ là đem cho, mà là có một tánh là buông bỏ. Nó không có bám víu gì hết, không bám víu về con cái gia đình tài sản đó. Nhiều đó đủ để mà sinh thiên. Cho nên chúng ta mới thấy điều này. Điều thứ tư, cha mẹ chưa có cái trí tuệ thì nói đưa an trú cha mẹ vô cái trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là thấy được đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ. Cái khổ mình đang có đây, nó nguyên nhân nó do đâu mà khổ? Nó do có cái ái dục. Có ái dục mới có khổ, không ái dục không khổ nha. Cái người mà đoạn liền rồi ái dục rồi thì người đó thản nhiên, không bị dính mắc gì cả hết. Cho nên tức là cái 4 cái pháp này, cái người con đối với cha mẹ có đầy đủ 4 pháp này thì xem như người con đó báo hiếu được cha mẹ. Cha mẹ chưa có niềm tin, đưa cha mẹ vào niềm tin. Cha mẹ chưa có giới, đưa cha mẹ vào an trú trong giới. Cha mẹ chưa có biết buông bỏ, tức là ly tham, đưa cha mẹ vào cái ly tham. Cha mẹ chưa có trí tuệ, nhắc nhở cho cha mẹ hãy suy ngẫm về sự khổ và cái nguyên nhân sinh khổ. Chúng ta khổ đây bởi vì chúng ta không nắm bắt được nguyên nhân sinh khổ. Nguyên nhân sinh khổ đó chính là cái ái dục, cái mong muốn, cái ước muốn, cái thích thú, cái hoan hỷ, cái mong cầu một cái gì đó, mà cái đó nó đều nằm ở ngoài tầm tay chúng ta. Có 1 chúng ta muốn có 2, có 2 muốn có 4, có 4 muốn có 8, có 8 muốn có 16. Muốn cái muốn nó, nếu cái muốn nó có, Đức Phật nghe là nếu mà cái muốn đó mà nó có hình thể đó thì một kiếp sống của con người cái muốn đó nó chất nhiều như là cái núi Hy Mạch Sơn.
Quý vị quan sát một ngày coi, quét nhà xong muốn có cái này, quét muốn có cái này xong có được, là muốn ăn món này, ăn mua món này về muốn làm, muốn được cái hưởng cái mùi này, vân vân, vô số cái muốn. Nếu chúng bậc nói rằng nếu cái muốn chúng ta mà có hình thể đó thì cái muốn trong một kiếp sống này nó có thể nhiều hơn cả cái núi Hy Mã Lạp Sơn, nó như vậy đó. Mà cái muốn nó dẫn chúng ta cái khổ thôi, có gì đó. Không muốn không khổ, có muốn là có khổ. Cho nên cha mẹ chưa có trí tuệ, an trú cha mẹ trong cái trí tuệ, quán xét rằng đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ, và đây là cái con đường đưa tới sự diệt khổ. Và quán xét tu tập như vậy, may mắn sao nếu mà cha mẹ mình được khuyến khích rồi để tu tập tốt, bất ngờ ông bà chứng quả dự lưu, tốt không? Chứng quả dự lưu không rớt xuống bốn khổ cảnh nữa, tốt không? Quá tốt. Quý vị là người có hiểu, rất có hiểu. Như vậy cái hiếu trong cái Phật của Phật giáo này là làm sao cho mẹ được an vui, không phải chỉ một kiếp này mà kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, bằng cái pháp có niềm tin, bằng pháp giữ giới, bằng cái pháp buông bỏ, bằng cái pháp có trí tuệ. Bốn pháp này người con thực hành đối với cha mẹ, đưa cha mẹ cho đó, được xem như là người con biết báo hiếu nha. Nhưng mà rõ ràng rằng quý vị sẽ đặt chúng tôi một câu hỏi, nào con gọi con làm theo đúng như sư dạy vậy đó, con chứng đạt niết bàn không? Có ai mà phục vụ cha mẹ để rồi chấm dứt niết bàn không? Rồi xin thưa, phần lớn chưa có đâu, chưa có đâu. Nhưng mà cái ẩn ngữ này của câu kệ ngôn này nó rất là đặc biệt, nó rất là đặc biệt nha. Nhưng mà cái người mà có hiếu cha mẹ như vậy đó, trước tiên một cái quả nhỏ nhoi nhất là bình an trong hiểm nạn. Cái người mà có hiếu cha mẹ đó không ai làm được gì quý vị. Có cái tai nạn lớn lao thì những vị chư thiên sẽ hộ trì quý vị, sẽ đưa quý vị ra. Đây là trường hợp ở trong một cái câu chuyện của vua Đăng Đa Kỳ. Quốc độ Đăng Đa Kỳ là một quốc độ thời của Đức Phật vậy đó. Thì bây giờ có một vị đạo sĩ tu hành rất là tốt, đạo sĩ này có tên gọi là Ký Sáu Quách Giá. Ký Sáu Quách Giá là vị này sau này chính là tiền thân của ngài, tôi nhớ không rõ là ai đó, nhưng mà đại khái là của một vị đại đệ tử của Đức Phật. Đức Phật đó là bậc đạo sư có tên gọi là Sa-ra-phang-gá. Thì ông này rất là hiền, thì một hôm có một cái cô cung phi này do một cái lỗi gì trong hoàng cung bị vua Đăng Đa Kỳ trút vé, mà đang làm cung phi được sủng ái bất ngờ bị trút vé, thì con này buồn mới đi dạo trong vườn ngự quyển để giải khuây, thì gặp ngài đạo sĩ Ký Sáu Quách Giá. Thì phong tục người đó có cái tục mê tín gì đó kỳ lạ lắm, mấy giờ ra đường mà gặp cái ông nào đồng trọc là vui lắm, cũng giống như ở đây mình nói là ra đường mà gặp cô gái thì bữa đó là thành công nha. Hồi xưa Ấn Độ có một cái quan điểm đó, ra mà gặp cái ông trọc đầu là xui, con này tức quá mình đã xui, gặp ông này xui nữa còn mới tức tối. Giờ ta xả xui giống như bây giờ mình nói đút con lông rồi cái xúc miệng nó nhổ lên cái người của đạo sĩ Ký Sáu Quách Giá, cái đóng đụng chạm gì mình á, tự nhiên sợ sẽ xua kiểu đó, là bất ngờ thay cái vận may đến cho nàng này, không phải là do làm nhục người ta. Trên đời này không bao giờ có chuyện mà làm nhục người ta mà được hạnh phúc đó, quý vị nhớ nha, không bao giờ có một sự kiện mình làm nhục người ta mà có được hạnh phúc đó. Mà cái hạnh phúc là do một cái phước nào đó nó trổ cho mình thôi, nhưng mà bất ngờ nó trổ tới, con này nghĩ tại mình làm nhục cái ông độc trọc này cho nên giờ mới được cái phước đấy, ông vô sủng ái trở lại. Cái chuyện mà giận hờn nhau rồi bây giờ nhớ lại một chiếc là chuyện bình thường, nhưng mà không có nghĩ vậy. Rồi bất ngờ sai một ông quan tể tướng, ông làm lỗi gì đó biểu vua trút phép. Ông vua ông tể tướng này ông nói chứ trước đây cô cung phi này cũng bị trút phế mà sao mới vài ngày sau vua phục chức lại, con thì có bí quyết gì vậy đây? Mới tới hỏi cái cô này nó không có gì bí quyết gì hết trơn đó, ngài vô vườn nguyễn thấy cái ông mà đồng trọc đó
cái súc miệng rửa mặt xong nhổ nước bọt trong người ổng là cũng chết lại thôi. Xúi dại mọi người này nghe chứ, do còn súc miệng rửa mặt rồi xong nhổ nước bọt vô trên người người ta, lại vài ba ngày sau cái ông này được phục chức. Phục chức ông cho đó là cái làm nhục ông đạo sĩ này có là phục chức lại. Nhưng mà chúng tôi lặp lại quý vị rằng không bao giờ có trường hợp mình đánh người ta, mình làm nhục người ta mà có an lạc nào. Không bao giờ trong cái định luật nhân quả không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả. Nhưng mà người ta không biết, người ta cứ nghĩ như vậy. Bây giờ biên cương có loạn, thì tại tướng mà nói với vua Tăng Đắc Kỳ này, bây giờ muốn chiến thắng không? Bệ hạ có muốn chiến thắng không? Ra quân mà ai không muốn chiến thắng? Nó muốn chứ, muốn chứ. Vậy thì kêu tất cả quân sĩ vô trong vườn ngự quyển đó, làm nhục ông đạo sĩ trong đó, người xúc miệng xong ném cây trà năng trống rồi nhổ nước bọt làm chiến thắng. Cả đoàn quân vô nghe xong việc làm người ta có giới mà đụng chạm vậy là người ta phẫn nộ, chư thiên phẫn nộ, và chư thiên quyết định là tiêu diệt cái quốc độ này. Khi mà đạo quân mà kéo quân tới thì giặc ở biên cương giặc cỏ mà giặc nhỏ, thấy quân đội kéo đến lớn nhiều quá nó quản nó tan hàng, chiến thắng quay trở về ăn mừng chiến thắng này kia. Thì bây giờ chư thiên đã nổi giận lên và ông đạo sĩ này báo cho một cái người thường hộ độ mình á, con hãy dọn ra đi, trong vòng một tuần nữa quốc độ này sẽ trở thành bình địa, chư thiên sẽ phạt. Thì giai đoạn đầu á thì chư thiên á cho trải một trận mưa xuống, trận mưa bằng bạc, nghe những hạt mưa thành bằng bạc bạc đó xuống, dân chúng mới ra lượm. Trận mưa thứ hai là trận mưa bằng vàng, vàng mới bỏ bạc ra, bỏ vàng vô. Trận mưa thứ ba bằng ngọc, nghe bạn, rồi tháo ra hết chỗ nào mà còn trống cứ nhét ngọc vô. Cái nhà mà nhét tộc ra thì chỉ đứng ngoài thôi, làm sao đi vô được vậy. Thì trận mưa thứ tư là trận mưa trò nóng rớt xuống, trò nóng rớt xuống, mày đâu có chỗ trốn ở đâu, nhà chỗ nào nó chất cứng cái ngọc vàng trong đó rồi sao mà cũng vô được. Rồi nóng, rồi trận mưa thứ lên năm đó là trận mưa của lửa đỏ, những than đỏ, lửa đỏ từ trên trời rớt xuống nó cháy phừng lên. Và trận mưa cuối cùng là trận mưa đao kiếm, nó chém loạn ngào hết. Thì khi đó đạo sư Sarabhanga thấy được cái tai nạn này, cho nên sai hai người đệ tử dùng thần thông tới đưa đạo sư Kích Chá và Kích Sá Quách Chá trở về. Bây giờ trong cái cuộc thảm sát này có một người rất có hiếu với cha mẹ, tình cờ đi tới kinh thành này, và chư thiên thấy rằng cái người này mà đi tới kinh thành này như vậy đó, mà nếu để một người này chết như vậy đó, thì trong đại hội chư thiên không giữ được đại hội. Cho nên chư thiên dùng thần lực mang cái người này đi ra khỏi cái vùng lửa đỏ, vùng chiến thành đó. Cho nên các ngài mới nói là cái người mà có hiếu cha mẹ là bình an trong hiểm nạn, không ai làm được gì mình hết á, cũng chỉ bị cùng lắm bị tày tày thôi chứ không có làm gì hết, yên tâm. Và cái điều này chúng tôi đã thấy rồi, thấy thực tế luôn, thấy rất rõ, và chúng tôi rất tin vào cái điều này, và mong rằng quý vị sẽ có hiếu cha mẹ, làm đúng như vậy thì bình an trong hiểm nạn, không ai làm được gì mình hết. Chỉ khi nào mình bất hiếu thôi thì người ta mới xô sạch mình thôi, chứ mình có hiếu thì không ai làm được gì mình hết. Nhưng mà quý vị đặt một câu rằng vậy thì không lẽ mình nuôi dưỡng cha mẹ, giúp cha mẹ có giới, giúp cha mẹ quy y tam bảo, giúp cha mẹ buông bỏ, giúp cha mẹ có trí tuệ rồi mình cũng chứng đạt niết bàn sao? Nghe thấy khó tin quá. Thật sự ra cái đây còn ẩn nghĩa rất là thâm sâu. Bởi vì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sinh ra đây chỉ là cái phần của thể xác. Phần thể xác này sinh ra do coi của cha mẹ sinh ra. Như cái phần tinh thần, chúng ta có hai phần, mà một phần về thể xác, một phần về tinh thần. Thì về tinh thần ai sinh ra chúng ta quý vị sẽ không trả lời được, thì xin thưa quý vị rằng cái phần tinh thần chúng ta đó, cái người nào cho chúng ta quy y đầu tiên rồi cái người đó là sinh ra chúng ta. Bởi vì chúng ta là cái người mà trước đây chưa có biết Phật pháp là gì hết, nhưng mà từ lúc mà có được quy y đó, một hình thức là hóa sanh. Chúng ta có đầy đủ sanh, chúng ta có bốn cách. Một là sanh trong thai, gọi là thai sanh.
thanh ra trong trứng gọi là noãn xanh. Thanh ở nơi ẩm thấp như là con dòi, con lăng quăng này kia gọi là thấp xanh. Và hóa xanh tự nhiên có đầy đủ thông minh, có đầy đủ ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đầy đủ. Cái là hóa xanh. Trước đây quý vị chưa là cái người nương nhờ Tam Bảo. Nương nhờ Tam Bảo là để đi vào cái cội đại giác. Cái người nào mà có tâm quy là cái người đó sẽ chứng đắc được Niết Bàn trong tương lai, hoặc là ngay trong lúc này. Thì lúc đó chúng ta là hóa sanh, tức là sanh ra cũng đầy đủ như vậy. Nhưng mà từ cái dòng đời chúng ta đã chuyển vô trong cái dòng của Bậc Thánh rồi. Dòng của nhà Phật, nhưng dòng bên ngoài là dòng ở cuộc đời. Còn chúng ta vô trong cái dòng của Đức Phật. Dòng Đức Phật là được bao phủ bởi giới định tuệ, giới định tuệ. Cái vùng đất của Phật, vùng đất được bao phủ bởi ba cái hàng rào: giới, định và tuệ. Mà khi mà mình quy y vậy là quý vị quy y vậy, có phải là các thầy các sư truyền cho quý vị năm giới không? Trước đây quý vị không biết năm giới thì vậy, bây giờ được biết được năm giới là một cái sự cải tổ, là một sự cải thiện. Cái tâm linh chúng ta nó đã được trắng lên, nó được tốt đẹp lên. Như vậy sinh ta ra là cha mẹ ta, mà sinh ra cái tinh thần ta chính là cái người cho chúng ta nương nhờ như vậy. Rồi khi mà cái người Đức Phật ngài dạy rằng cái người thứ nhất là cho chúng ta quy y, thứ hai nữa cái người mà giảng cho chúng ta biết rõ tứ diệu đế, giảng cho tứ diệu đế là cái người mà chứng được cái thánh đạo dự lưu, đó là ban đầu. Như chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất là một du sĩ ngoại đạo. Trước khi biết Phật giáo là ngài là một du sĩ ngoại đạo, ngài theo ông ngoại đạo Sanh Chá Giá. Mà sao này ngài rất là thông minh, với ngài Kỳ Liên rất là thông minh. Chỉ vài ngày thôi thì ngài biết cái giáo thuyết của ông Sanh Chá Giá này không có đưa tới cái kết quả thiết thực. Và ngài hai người mới hẹn nhau là đi tìm được cái đạo giải thoát. Khi mà tìm được đạo giải thoát thì sẽ báo tin cho nhau biết. Thì một hôm thì ngài Xá Lợi Phất đang, ngài Xá Lợi Phất nó chưa phải cái tên gọi là Xá Lợi Phất đâu, cái tên cúng cơm của ngài Xá Lợi Phất có tên là Ú Bá Tích Xá. Ú Bá Tích Xá, chữ Ú Bá Tích Xá, Tích Xá là cái tên, của Ú Bá là gần, tức là một cái tên đặc biệt. Thì ngài đi vô thành Vương Xá để đi tìm. Thì bây giờ bất ngờ ngài gặp ngài A Sa Chí. Ngài A Sa Chí là bậc A La Hán. Và sau khi hỏi đạo thì ngài A Sa Chí mới là các pháp sinh nên do một nhân. Khi nhân nói diệt thì pháp nói diệt. Đức Phật bậc Đại Sa Môn ngài thường thuyết như vậy. Thì nghe xong hai câu kệ đầu, tất cả các pháp sanh lên do một nhân. Một nhân. Mà khi nhân nói diệt thì pháp nói diệt. Khổ thì sanh lên do một nhân. Mà cái nhân nói diệt thì cái khổ này diệt. Cái nhân mà sanh lên khổ đó là gì? Là ái dục. Ví dụ minh, ái dục vô minh sanh lên minh mới khổ. Các pháp sanh lên do một nhân như vậy. Mà khi mà nhân nó diệt thì pháp nó diệt. Cái nhân khổ nó diệt đi, vô minh ái dục nó diệt đi thì là mình hết khổ. Nghe xong hai câu thôi, ngài Xá Lợi Phất chứng đạo dự lưu, chứng quả dự lưu. Rồi đem về lập lại cho ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên cũng nghe xong hai câu đầu, chứng được quả dự lưu. Và từ đó, khi mà biết ngài A Sa Chí ở phương nào thì không bao giờ ngài Xá Lợi Phất đưa chân về chỗ đó, không bao giờ. Cho nên quý vị thấy trong nhà quý vị thờ Đức Phật đúng không? Chúng tôi nghĩ là quý vị mỗi nhà nào cũng thờ Đức Phật đúng không? Quý vị coi lại dùng cái giường ngủ quý vị nha. Cái giường ngủ mà khi mà mình thờ Đức Phật đó, là bậc tôn kính nhất đúng không? Mà mình làm ngủ mà đưa chân đạp vô Đức Phật đúng không? Rất là tổn đức cho mình đấy, tổn đức mình. Nằm như thế nào cái đầu quay về Đức Phật, chân đạp cho hướng khác. Có nhiều người cũng là xưng là Phật tử vậy, cũng có cái trang thờ Phật nha, nằm cái đưa chân đạp vô cái trang, nó là bất ổn vô cùng, cũng làm tổn đức vô cùng. Cho nên chúng ta không nói quý vị đâu, mà chúng tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Nếu ai có thì chỉnh sửa lại, ai không có là mừng đi, ai có là mừng đi. Thì cái ngày Xá Lợi Phất biết hôm nào mà có cái ngày A Sa Chí ở chỗ nào đó, ngài không bao giờ đưa chân về đó, đầu quay về hướng Đức Thế Tôn, chân đạp hướng khác, không đạp về cái hướng của ngài A Sa Chí. Và sau khi mà thức dậy thì ngài Xá Lợi Phất
hướng về Đức Thế Tôn đảnh lễ ba lễ, xong hướng về ngài A Sa Chí, hướng mà có ngài A Sa Chí đảnh lễ ba lễ nữa. Đó là cái người mà đưa mình chứng đắc dự lưu là một. Cái ai nữa là cái người mà giúp cho mình chứng đắc được thánh đạo thánh quả A La Hán, đó là cái người tốt đẹp. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng với cái người nào, nếu một cái vị vua sẽ nhớ là ba chỗ, chỗ thứ là nơi ta sinh ra, nơi chúng ta được tôn vương, tức là lên ngôi á, và thứ ba là nơi chúng ta chiến thắng được quân thù, thì cũng vậy, một vị tỳ khưu sẽ nhớ là ba chỗ là nơi nào mà mình được quy y vô trong giáo pháp này, là nơi mình chứng đắc được thánh quả dự lưu, thứ hai, thứ ba là nơi mình chứng quả được A La Hán, nói như vậy. Thì Mata Bí Tú Bá Tha Năng phục vụ cha mẹ là một hạnh phúc cao thượng. Phục vụ cha mẹ đây là về cái vật chất thể xác chúng ta nói rồi, nhưng mà chúng ta có một người cha tinh thần. Người cha tinh thần đó là ai? Đó chính là Đức Phật, Đức Pháp. Đức Phật, Đức Pháp. Bởi vì chúng ta sinh ra bằng pháp. Ngày lúc mà quý vị sinh ra, những vị thầy, những vị sư cũng vậy. Cái lúc xuất gia đó, sau khi cạo tóc xong, được truyền giới xong, cái vị ước ma chúng tôi không biết là bên cái lục tông như thế nào, chúng tôi không có nắm được cái thể thức đó. Nhưng mà bên Nam Tông, sau khi hai vị ước ma đó mà tụng xong giới bổn, tụng xong cái tuyên ngôn tăng sự, thì lập tức tức vị đó có 227 giới ngày thực. Cái giới phát sinh lên một cái là do cái pháp sinh lên à. Cho nên đối với vị thánh thường thường á, xem như Đức Phật là cái đứng cha của mình, cha mình. Đây là trường hợp của nàng Uttara. Nàng Uttara là con của ông Bưng Na Cá. Bưng Na Cá là cái người mà cúng dường Đức Xá Lợi Phất vào buổi sáng. Thì vào buổi chiều á, cái đất mà ông ta cài lên á, nó biến thành vàng hết, biến thành vàng hết. Và ông được ban do là địa vị là đệ nhất trưởng giả ở trong thành à, không phải là đệ nhất trưởng giả, là một vị trưởng giả trong thành Vương Xá. Và trong thành Đức Phật thì ông Bưng Na Cá này là người đứng vào đứng hàng thứ tư. Người thứ nhất đó là ông Chô Thiên Cá, người thứ hai là ông Men Na Cá. Ông Men Na Cá là ông nội của bà Visakha. Người thứ ba đó là ông Cha Tỳ Lá, người thứ tư là ông Bưng Na Cá này, và người thứ năm là Ca Cá Quá Lý Giá. Năm người giàu nhất trong thời Đức Phật. Thì ông có đứa con, sau khi mà giàu ra ông mới thỉnh Đức Thế Tôn tới. Và Đức Thế Tôn ngài thọ thực 7 ngày. Sau 7 ngày xong ngài thuyết thời pháp, thì cả gia đình ông Bưng Na Cá, ông vợ ông và con ông là nàng Uttara. Uttara được sau này được Đức Phật ban cho địa vị là để nhất về tu tập, được tập về thiền định á. Thì bất ngờ thay ông chủ cũ của ông Bưng Na Cá, trước đó ông Bưng Na Cá là một người cày ruộng và làm thuê cho ông trưởng giả Xú Ma Ná. Thì ông này giờ giàu quá rồi, thì thấy giàu thì cái người giàu ta cũng kiếm chuyện làm thân mà, giàu đứng hàng thứ tư thôi, ít đâu, rất là lớn. Cho nên mượn cưới cái cô Uttara này làm vợ con trai mình. Thì cái ông Bưng Na Cá này mới hỏi Đức Thế Tôn, tức là gả đi, mới hỏi đâu có cản trở ai đâu, duyên nào kìa hay. Cho nên quý vị nhớ nha, cái người mà có trí không bao giờ cản trở người ta. Cho nên cái quý vị đừng có tin gì đoan à, cái tuổi này hợp với tuổi này không, thầy bói nó không hợp, cái tự nhiên chia cắt người ta, cái nó mới nghiệt ngã à. Không có bao giờ, cái đạo Phật không bao giờ có cái tính mà ngăn xong cách chợ cả, không có chia rẽ, đừng có tin mê tín gì đâu nha. Đâm ra nó phức tạp lên. Thì sau mày gả xong á, thì mà gia đình của bên chồng lại là ngoại đạo, không có tin Đức Phật, cho nên nàng Uttara mới xin thỉnh nói với thơ về trong Bưng Na Cá, nói có hành hạ con cỡ nào thì hành hạ, chứ đừng bắt con xa Tam Bảo, đừng bắt con lìa bỏ Tam Bảo. Cả nửa tháng nay con không có được gặp Đức Phật với Chư Tăng, con không thể có cái tâm mà cúng dường được, tại sao nhốt con trong một cái ngục tù này? Thì ông Na Cá cũng cảm thấy hối hận, à mình gả con mình vô trên cái nhà ngoại giáo như vậy khiến nó không có được gặp Đức Phật với Chư Tăng. Ông mới cho con gái mình 15.000 tiền vàng, 15.000 tiền vàng với bức thơ
ở trong túc lát thành Vương Xá có một cô kỹ nữ rất là đẹp, và cái cô này có tên là Sirima. Sirima là em gái một mẹ khác cha với Lương Y Chi Quá Cá. Lương Y Chi Quá Cá thì bắt truyền âm là Lương Y Kỳ Bá, Kỳ Bá, nhưng mà tên Bali gọi là Chi Quá Cá. Cái câu chuyện nó khá dài nhưng mà chúng ta tóm lược thôi. Và cái cô kỹ nữ này đó mà mướn cô ta một ngày một đêm phải trả 1.000 đồng tiền vàng. Cái thù lao của ta coi là 1.000 đồng tiền vàng, coi như là sang nhất trong thời đó. Và 15.000 đồng tiền vàng thì được mướn được 15 ngày. 15 ngày xong thì con sẽ mướn con này phục vụ chồng con đi. Con có 15 ngày rảnh rang rồi, không có bận biểu nữa, thì con cứ cúng dường đến Đức Phật Chư Tăng thoải mái. Con này nghe nhà quan hỷ, mướn con này. Con này cũng đồng ý, 15.000 đồng tiền vàng cũng không phải là rẻ đâu, cũng đồng ý. Thì đến ngày thứ 14, đến cái ngày thứ 15, ngày 14 là hôm nay đó, thì ngày mai là 15, ngày 15 là cái thỉnh Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng tới. Thì bây giờ cái cậu công tử nó 14 ngày trôi qua không biết cái cô này như thế nào, mới mở cửa ngó xuống. Ngõ xuống thì thấy nàng đang tất bật ở trong bếp á, nay làm món này đi, chiên món này đi, làm cái này đi, đầu chín tro bụi không. Cái này ông chồng bắt cười, đang làm chủ chạy xuống làm giống như làm cái người đầu bếp vậy, cười. Cái cô Sirima ngạc nhiên không biết cái chuyện gì mà cái con chàng công tử này ngó xuống cười. Mới ngó xuống thấy cái nàng Uttara, cái tự nhiên á, ghen một cách lạ thường. Hết chuyện mình được mướn mà mình cũng ghen lên, mới xuống mới trong cái chảo dầu nóng á, mới lấy cái múc cái một cái chảo hoặc múc một cái gáo tạt dầu nóng vô trong người nàng Uttara. Thì khi mà thấy xuống vậy đó, nàng Uttara mới nói nhờ nàng này nè, nhờ nàng này mà ta được có diễm phúc là có 15 ngày được cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Ta nên mang ơn nàng chứ không có nên là ghét nàng. Cái nàng rải tâm từ đó, nàng tâm từ tới nàng Sirima. Khi mà rải tâm từ thì cái tâm từ á, làm cho cái dầu nóng á, nó biến thành là nguội, giống như một cái lượng nước mát vậy đó. Câu này rải lần thứ hai, nàng cũng rải tâm từ đó, nó trở lại. Thì thấy chủ mình bị tấn công như vậy, những người nữ tỳ của nàng Uttara đó là xông tới xô ngã nàng Sirima và định đánh nàng Sirima. Ngươi sẽ làm sao tại tự nhiên xuống làm hại chủ ta. Thì nàng Uttara mới lấy thân mình che đỡ cho nàng Sirima, mới nói rằng là này các em đừng có đánh nàng này, nhờ nàng này mà chúng ta làm việc phước, chúng ta cúng dường được Đức Phật với Chư Tăng trong vòng 15 ngày. Nàng là ân nhân chúng ta chứ không phải là cái kẻ thù chúng ta, hãy thương hại nàng ta. Thì bây giờ cái nàng Sirima bây giờ mới tỉnh táo, là mới nghĩ rằng chuyện mình làm vậy tầm bậy, người ta thuê mình mà tự nhiên mình đi ngang ngược với người ta, chuyện nó không đúng, mới xin sám hối. Nàng Uttara nói ta không có cho nàng sám hối, ta không cho nàng xin lỗi, chỉ khi nào cha ta cho nàng xin lỗi xong ta mới cho nàng xin lỗi nè. Cái nàng Uttara, nàng Sirima nói vậy thôi, giờ cái cô cho tôi xin lỗi đi, tha tội cho tôi đi, là tôi tới nhà ông Bunaka tôi xin lỗi ông Bunaka. Nàng Uttara nói là không, trưởng giả Bunaka chỉ là cha sinh ra ta bằng thân xác, mà đây cha ta muốn nói là người cha mà sinh ra ta bởi tinh thần, đó chính là Đức Phật. Bao giờ Đức Phật mà tha cho ta, cho tha cho nàng thì ta mới tha cho nàng. Thế nàng Sirima nói vậy làm sao mà giờ tôi biết được Đức Phật tôi tới thì xin nơi đó, nếu nàng muốn thì ta sẽ thỉnh Đức Phật tới cho nàng xin sám hối. Thì con này đồng ý. Qua hôm sau thì nàng Uttara mới thỉnh Đức Phật Chư Tăng tới, và sau khi cúng dường Đức Phật xong, nàng Sirima là xin sám hối Đức Phật. Và Đức Phật ngài thuyết lên cái câu kệ là lấy vô sân thắng sân hận, lấy bố thí thắng bổ sẻn, lấy thiện thắng bất thiện. Nghe xong cái nàng Sirima chứng quả dư lưu, và khi mà chứng quả dư lưu rồi thì nàng Sirima không còn là làm hành cái nghề kỹ nữ nữa, không còn làm cái nghề tội thể nữa. Nhưng đây chúng tôi muốn nói rằng
Mata bí tú của bát thanh năng phục vụ mẹ và cha, mẹ và cha à, tức là người sinh ra ta, mà người sinh ra ta chính là một pháp. Rồi cái người mà đã có tạo ra những pháp cho chúng ta chính là Đức Phật, mà gần gũi với Đức Phật, tức là quý vị thường niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp như vậy đó, một lúc nào đó tâm quý vị sẽ thuần thục và quý vị sẽ thấy là cái ân đức này nó vô biên, nó rộng lớn vô cùng, và triển khai được thiền quán, quý vị có thể chứng đắc được thánh đạo thánh quả. Cái nghĩ ta tưởng tới ân Đức Phật, ân Đức Pháp, mà chính ân Đức Phật, ân Đức Pháp là cái người sinh ta ra bằng cách là cho sinh ta ra bằng pháp, không phải sinh ta ra bằng cái thể chất. Người cha mẹ chỉ sinh ta ra bằng thể chất mà thôi, còn Đức Phật, Đức Pháp là người sinh ta ra bằng pháp, và thân cận với Đức Phật, Đức Pháp thì là mình biết rõ cái ân Đức Phật, ân Đức Pháp, và nhờ đó mình có thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên chúng ta thấy là cái hiếu của Đức Phật rất là đặc biệt trong cái trường hợp mà chúng ta có báo hiếu rất đặc biệt như vậy. Đối với cha mẹ chưa có niềm tin, đưa cha mẹ vô cái niềm tin, và khi mà cha mẹ tỉnh ngộ được rồi đó, thấy là ân Đức Phật, ân Đức Pháp nhiệm màu như vậy, thì có khả năng nhờ cái duyên lành này cha mẹ có thể chứng đắc được đạo quả. Mà hãy chứng đắc được đạo quả, thoát vĩnh viễn bốn cái khổ cảnh địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, thì không có cái phước nào lớn bằng phước này được nữa, và không có phước nào tốt hơn bố thí này nữa. Là đính kèm theo đó để hỗ trợ thêm, chưa có giới là làm cho có giới, chưa có cái buông bỏ làm cho có buông bỏ, chưa có trí tuệ làm cho có trí tuệ. Và như vậy thì cha mẹ gần gũi với Phật Pháp, Phật Pháp là cha mẹ sinh ra ta bằng Pháp. Do đó ma ta bí tú bát thanh năng, nó hạnh phúc sự mẹ, sự cha là một hạnh phúc tối thượng, là đi tới cái niết bàn, là lý do này nó là như vậy. Và chúng tôi xin quý vị nửa tiếng đã xong, và bây giờ thì chúng tôi đã dứt bài pháp nha. Thì quý vị hãy lắng tâm nghe phút chút nha. Sapitiyo viva chanta samparogo vina sukuma te bhava tontara yo sukhe deha yuko bhava viva dana sili sanichang vodha pachajino chattaro thamma vatanti ayuvanno sukhang balang. Cảm ơn pháp, chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp an vui sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cung dường đến tam bảo, và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.